Sở hữu thập phương thế giới trung tam thế nhất thiết nhân sư tử ngã di thanh tịnh thân ngữ ý nhất thiết biến lễ thần vô dư nhưng tâm đảnh lễ tận ư không biết pháp giới quá hiện vị lai thập phương chư Phật tôn pháp hiện thánh tăng thường trụ tam bảo. Chí tâm đảnh lễ ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật đương lai Hà Sanh Di Lặc tôn Phật đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát đại hạnh phổ hiền Bồ Tát hộ pháp chư tôn Bồ Tát kỳ viên hội thượng vô lượng thánh hiền. Chí tâm đảnh lễ Tây Phương giáo chủ tiếp dẫn đạo sư Di Đà Phật Đông Phương giáo chủ Mãn Nguyệt Tư Dung Tình Lưu Ly Giới Thiếu Tài Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Nhật Quang Biên Chiêu Bồ Tát Nguyệt Quang Biên Chiêu Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Hùng Lực Đại Thế Chí Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Phước Trí Nhị Nghiêm Biến Pháp Giới Thập Phương Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Trầm nhu chiêng đàn giáng ai mà Ah.
tàng hương ai cũng dường Bồ Tát Thiện Thủ Thiện Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đá Ra Dạ Dạ A Rị Gia Bà Lô Yên Đề Thương Bác Ra Gia Bồ Đề Tát Đóa Bà Gia Mai A Tát Đóa Bà Gia Mai A Ca Lô Ca gia an tắc bản ra phản về rô đàn na đàn tòa lật đoá ý mong a rị gia bà lô kiết đệ tắc phật ra lắng đà bà nam mô na ra cẩn trì ê rì ma bản đa sa mê tắc bà bằng a thế dừng tán ba tán đa na ma bà gia ma phán đàn đầu đang điện ta na bà lô hê lô ca đê ca ra đê di hê rì ma bồ đề tán đó tác bà ma hê ma hê rì đa dừng câu lô hiện mong đô lô đô lô phật xa gia đê Phật xa gia đế đã ra địa rì ni tất Phật ra gia gia ra gia ra mà tất na tất na ra sâm Phật ra xa lời Phật xa Phật sâm Phật ra xa gia hồ lô lô mà ra hồ lô lô rì ta ra tất rì Bồ đề gia Bồ đề gia Bồ đà gia Bồ đà gia di đề rì gia na ra cẩn trì địa rì sắc ni na ba gia ma na ta ba tất đà gia ta ba ma tất đà gia ta ba nghệ thần bán ra và ta bái a na ra cẩn trì ta bái a ma ra na ra ta bái a tất ra tấn a mục ghi ya ta bái a ta bà ma ya tất đà và ta bái a và kiện ra A ba đà ma yên tất đà dạ ta bái a na ra cẩn trì bản đà ra dạ ta bái a ma bà lì tăng yết ra dạ ta bái a nam mô ra đạt na đa ra dạ dạ nam mô bạn ra già ta bái an thân điện đô màn đa ra bạn già già ta bái an thân điện đô màn đa ra bạn già già ta bái an thân điện đô màn đa ra ta ba đa từ Oh.
chúng sanh Phật Bồ Tát ơi, Nam Mô Dượng Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Phật thuyết kinh Dượng Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bốn Nguyện Công Đức Ta Nghe Vậy một thuở nọ, phàm đi châu du dạo hóa các nước đến thành Quảng Yếm ở nghỉ dưới cây nhàn ấm cùng với 8.000 vị đại bi số 3 vàng Đại Bồ Tát các hàng quốc vương đại thân Ba La Môn các hàng cư sĩ Thiên Long Bát Bộ cùng nhân phi nhân cả thải đại chúng nhiều vô lượng. Phật cùng kinh thính Ngài thuyền pháp, bây giờ ông Màn Thu thất lời pháp, vương tử nhớ oai thân của Phật từ chỗ ngồi đứng dậy vén y để bày vai bên hữu và gối bên mặt. Nèm chăm tay hướng về phía Phật, bạch răng bạch Đức Thế Tôn, cuối mong Ngài nói rõ những danh hiệu, những bốn nguyện rộng lớn cùng những công đức thù thắng của chư Phật.
nghe pháp nghiệm chướng tiêu trừ, và để cho chúng hữu tình ở đời tường pháp được nhiều lời làng. Về sau Đức Thế Tôn ghen mong màn thu thất lời đông tự rằng: ấy thai, ấy thai, lời người lấy lòng đại bi yêu cầu ta nói những danh hiệu và bốn nguyện công đức của chư Phật là vì muốn cho chúng được tính khỏi bị nghiệp chướng ráng buộc lời ích an vui. Sau nay ngươi nên lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì ông mà nói ông màn thù tất lời bạch răng và mong Thế Tôn nói chúng con xin nghe Phật bảo ông màn thù tất lời. Thường mười căn giả xa cõi phần có một thế giới tên là Tình Lưu Ly Đức Giáo Chủ cõi ấy hiệu là Dường Sư Lưu Ly Quang Như Lai Ứng Chánh Đằng Giác Minh Hạnh Viễn Mạn Thiện Thề Sĩ Điều Ngự Trường Phu Thiên Nhân Sư Phật Bạt Gia Phạm Này Mạn Thu Thân Lời Đứng Dường Sư Lưu Ly Quang Như Lai Khi Còn Tu Hành Đạo Bồ Tát Có Phát 12 Nguyện Lớn Khiến Cho Chúng Hữu Tình. Này nguyện thứ nhất, ta nguyện đời sau khi chứng đặng đạo chánh đăng chánh giảng thân ta có hào quang sáng suốt rực rỡ chiếu khắp vô lượng vô số vô biên thế giới khiến cho tất cả chúng hữu tình. Hai tướng đại trưởng vô cùng tam chục món tùy hình trạng nghiêm như thân của ta. Vậy nguyện thứ hai, ta nguyện đời sau khi đặng đạo bồ đề thân ta như ngọc lưu ly trong ngoài sáng suốt tinh sạch hoàn toàn. Nhờ bờn anh quang bên chói lòi gầm nơi công đức cao vội vội và anh trụ giữa từng lưỡi dệt băng tia sáng to hơn vừng nhật nguyện chúng sanh trong cõi u minh đều nhờ anh sáng ấy mà tâm trí. Muốn đi đến chỗ nào để làm các sự nghiệp gì cũng đều được. Ca nguyện thứ ba, ta nguyện đời sau khi đặng đạo bồ đề dùng trí huệ phương tiện vô lượng vô biên độ cho chúng hữu tình khiến ai nấy đều và nội dung chờ không cho ai phải diệu sự tiêu tốn. Nguyện thứ tư, ta nguyện đời sau khi đặng đạo bồ đề nếu có chúng hữu tình thu theo tà đạo thì ta khiến họ quay về. Hoặc là có những người tu hành theo hành thánh văn độc giác thì ta cùng lấy pháp đại thừa mà dạy bảo cho họ. Nguyện thứ năm, ta nguyện đời sau khi đặng đạo bồ đề nếu có chúng hữu tình vào pháp của ta mà tu hành theo hành thân tình thì ta khiến cho tất cả đều giữ được giới pháp hoàn toàn đầy đủ cả tam tụ tình giới. Gia sư, có người nào bị tội vi phạm giới pháp mà khi đã nghe được danh hiệu ta thành tình gọi ra vào đường ác? Nguyện từ sau, ta nguyện đời sau khi chứng được đạo bồ đề nếu có chúng hữu tình nào